Đại bò tư chiến trở lại quay veo. Sáng hôm nay kính chào cô chú anh chị gần xa. Hôm nay là ngày 16 tháng 10 năm 2023. Rồi trại em gồm có pháp kem, barbie kem, barbie đen đông. Mời cô chú anh chị gần xa dự tính con bò đến trại xem tham khảo, xem xét cái chuẩn chốt bò em xe nhà giao tận nơi cho anh chị. Quay riêng ba con bò đứng phía rào rất là nhẹ tiền mà bò bò đẹp. Để em nói giá chiều cao của bò tháng tuổi đó anh chị xem tổng thể thôi ha, em quay từ cần đầu viên vai xương lưng bản đùi hai chân trước hai chân sau mông đùi lưng nách ha. Con đứng đầu tiên là ba bê màu đen với bụng có bông anh chị ha, màu đen ha, tính với bụng nó có bông, hình đầu cổ mặt mỏ rất là to luôn, hình thẳng băng ha. Con số 1, con mã số 1 là con bò ba bê đen có bông. Chiều cao của bò ba con bò này là 1 mét, có lẻ trở lại anh chị, mét lẻ trở lại ha, đó có 1 mét lẻ trở lại đó. Con số 1 là con baby màu đen bông. Con số 2 là con bò Pháp. Con số 3 là con baby kem màu xám chì đó, hình thẳng băng anh chị. Chiều cao của bò là 1 mét lẻ ha. Đó, ba con bò này giá tiền là 43.500.000, em ship tận nơi cho anh chị là 100 cây ha. Bao anh chị bao ship bao lỗi ha, bò này không có lỗi gì anh chị, bò là mặt mỏ nó chanh luôn ha. Ha, uống rất là tốt ha. Mà em bao nó ăn luôn anh chị luôn ha. Bỏ cỏ ra ăn bình thường anh chị, rất là khỏe luôn. Ba con bò này chiều cao của bò là 1 mét lẻ trở lại. Giá tiền là 43.500.000, em ship tận nơi cho anh chị có xe nhà ha. Cái nhà trực thuộc lúc nào cũng có xe để giao anh chị. Đó, địa chỉ của trại em là lộ 19 gần nhà thờ Dòng Dầu. Em ở đây giáp ranh Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh. Thì gần bến Thà, Thanh Bình, Vũng Liêm nè. Đó. Thì ba con bò này da rất là mềm luôn. Đó, đầu cổ mặt mỏ anh chị thấy cái dây nó hở đây ha. Con số 1 cũng vậy nè, dây hở nè anh chị thấy không? Con số 2, con số 3 đồng tương tự như nhau, hình đòn rất là dài luôn. Bò này thì nữa mình nuôi tới lớn, khung tàn lớn anh chị, khung tàn lớn cao ráo đòn dài ha. Đó, bao chị anh chị là bò rất là khỏe, không có lỗi gì anh chị. Bò chưa có tắm ha, cũng hơi dơ ha. Đó, ba con bò này giá tiền là 43.500.000, em ship tận nơi cho anh chị ba con bò này. Giá rất là mềm mà bò à, đẹp, giá rẻ. Đó anh chị bắt cái số lượng ít tiền thì anh chị alo em, cái xe nhà ship tận nơi cho anh chị 100 cây ha. Đó, địa chỉ của trại em là lộ 19 gần nhà thờ Dòng Dầu đây, huyện Mỏ Cày Bắc. Đó, ba con bò hàng quýt anh chị, giá rất là mềm luôn. Anh chị bắt ba con bò mà nó có 43 triệu rưỡi rồi. Bò lúc này nó quá rẻ anh chị ơi. Bắt bò này vô bò béo nuôi có lời anh chị. Bò này lưng đôi anh chị. Ba con bò là lưng đôi ha, đòn dài lông nhuyễn anh chị. Đó, bò lưng đôi nha. Cái trụ rất là to luôn. Phóng sò chổm đứng thẳng băng ha. Ba con bò này giá là 43.500.000, ship tận nơi cho anh chị, hình thẳng em đó, hình thẳng là hình thẳng chính xác luôn ha. Anh chị coi hai cái giò sao nè. Móng tròn hay móng sò ha. Đó, đầu cổ mặt mỏ rất là chanh luôn. Bắt trong nhà vườn thì tiêm phòng vaccine đầy đủ rồi ha. Anh chị yên tâm rồi, bắt bộ bộ béo là lên lên. Rồi cuối video buổi sáng hôm nay em chúc cô chú anh chị được nhiều sức khỏe, vạn sự ý và làm ăn thành đạt thành công trong công việc ha. Em xin cảm ơn.